Mà xin chào các bác nha, đã đến với video của em kênh hàng Nhật Bản. Hôm nay em giới thiệu các bác là hai mẫu nồi cơm của hãng Yoyoshi, mẫu 1 lít cao tầng IH áp suất. Thì mẫu này là sản xuất vào 2017 2021. Thì hai mẫu này hiện tại là có công nghệ đời mới hết nha các bác. Nồi Nhật thì nấu cơm ngon, an toàn, tiết kiệm điện, độ bền cao, có nấu xôi nấu cháo đầy đủ hẹn giờ thì rất tiện lợi các bác sử dụng nha. Thì em đi vào video chính, em xin phép giới thiệu là địa chỉ năm bán nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, với số điện thoại chốt đơn là 0919407501. Em ship hàng toàn quốc, có cọc, chuyển khoản đủ, em bao ship. Một mặt hàng nồi cơm này bảo hành cho các bác là 3 tháng nha. Thì nồi cơm thì em bao cho các bác là nguyên zin, chưa qua sửa chữa nha, còn rất là đẹp nha. Tại vì em bán là hàng bãi, từ tuyển chọn nhập trực tiếp từ bên Nhật về luôn các bác. Cho nên là các bác cứ yên tâm sử dụng nha, và các bác cứ đừng có băn khoăn về giá. Cái giá thì em để tốt nhất cho các bác rồi, các bác cứ yên tâm nha, và cái chất lượng thì cũng đi đôi. Nhưng còn những mặt hàng em đưa ra thì em bao giá tốt nhất cho các bác. Các bác cứ yên tâm mà sử dụng. Thì một dòng ngoại thất các bác xem nha. Đó, con còn nồi rất là đẹp nha, không có cắn mốp bể vỡ gì hết. Thì hai mẫu nồi này là trong cái lô hàng em về là được 8 cái, nhưng mà hai cái là xuất sắc nhất. Đó, cho nên là em đưa lên trước em test. Nói chung những cái nồi kia em cũng đã test rồi, nhưng mà nó chưa có đẹp xuất sắc bằng hai nồi này, cho nên là em đã cho hai cái nồi này lên trước nha. Thì bác nào mình có nhu cầu thì inbox liên hệ với em nha. Nồi của mình là công suất là 1240W, điện áp 100, model Japan, Made in Japan, sản xuất tại Nhật, sử dụng thị trường Nhật luôn. Thì nồi của mình là 1.0 lít, là nồi 1 lít, mã là NB khoảng cách Z C10. Đó thì những mẫu này nó cũng vậy thôi các bác, chứ nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà ý là em nói là cái mã của nó thì nó chỉ có ghi cái đơn giản như thôi, nhưng mà các bác xài thì các bác sẽ thấy nó không đơn giản. Không đơn giản ở đây thế nào, là cái chất cơm nó ra các bác cực kỳ là phải thích thú, gọi là cơm ngon đẳng cấp của người Nhật. Đây bên trong rất là sạch đẹp nha các bác. Đây gòn thì xanh mướt mà mềm dẻo luôn. Cái gòn Yoyoshi thì 10 cái thì 9 cái là đẹp rồi, cái hãng người ta làm tên tuổi. Thì em cũng không có nói nhiều nữa, thì những mặt hàng này em bán trên đây rất là nhiều trên cái video của em nha. Nè em lau luôn, còn nước em lau lại nè, nó mới chát luôn cái lòng nè, mới tinh như chưa sử dụng luôn các bác. Thì những mặt hàng này thế này như là như thế nào, là hàng cho biếu tặng, hoặc là hàng là người ta đi định cư, ta dời đổi nhà cửa, ta chưa kịp xài cho nên nó còn đẹp vậy nè các bác. Đó, lòng nằm mướt rượt nữa, mà còn bóng cái lớp mà keo bóng của bên nồi mới luôn các bác. Đây vào bên trong cho em. Thì nồi của mình là 1 lít, nấu được 3 bát gạo nha. Đó, sử dụng gia đình mình là 3 đến 5 người. Thì bác nào mình đang có nhu cầu mà muốn mua một cái nồi Nhật mà cơm ngon, bền bỉ, chất lượng cao thì hãy mua cái nồi này. Đó, thì thuộc phân khúc giá là cũng bình dân thôi các bác. Thì mua nồi này về, anh lúc này là nấu cho em chỉnh chế độ cơm ngon nhất nè. Thì các bác mua nồi Nhật thì như thế nào, các bác mong muốn có chất lượng cơm ngon thì không có nấu chế độ lâu nhất cho em. Còn nếu các bác cảm thấy nó lâu quá thì các bác nấu chức năng này 37 phút, thì chức năng này nó nhanh. Thì đường tích nhân năng là nhanh thì ta nấu một lon gạo hoặc là ta hâm cơm thôi, tắt cho em. Thì nấu xôi nấu cháo thì bấm vào đây nè, chức năng này hiện tại là nấu xôi là 73 phút không nấu tắt. Rồi chỉnh tiếp cho em, cái này chỉnh giờ chứ, bấm vô đây. Nấu cháo là 61 phút. Thì các bác lưu ý giúp em nha, một số tình trạng của các bác như thế này, nếu mà các bác nấu cháo thì các bác hãy bấm ngay cái nấu cháo cho em. Nấu cháo mà nấu sôi thì nó sẽ là bị chào. Hẹn giờ khung sáng khung chiều thì các bác cứ bấm nha, đúng cái thời gian mà gia đình các bác ăn cơm, các bác bấm nút nấu. Thì đúng giờ này có cơm cho gia đình các bác ăn trước trên thời gian này tầm 1 tiếng. Nó sẽ nấu, thì khi hẹn giờ thì nó sáng ở đây, khi nấu thì nó sáng ở đây, khi chín thì sẽ nhảy về đây. Thì nút này là nút tắt cũng là nút nấu luôn, bấm nút tắt cũng là nút hâm luôn. Hiện tại là đang hâm là giữ ấm, còn bấm ra một cái nó là giữ nóng. Nó có hai cái chế độ để mình giữ ấm và giữ nóng nha. Giữ nóng gần 8 phút là không giữ mình tắt cho em. Đó, thì nồi em đã test ok nha, nấu xôi nấu cháo đầy đủ hết. Thì hàng trước khi đi thì em chỉnh lại vào đúng giờ Việt Nam của mình, và kiểm cài đặt cho bác cái chức năng nấu thông thường. Em sẽ dán giấy nấu cơm nấu tắt, chế độ nấu, hẹn giờ, hai nút di chuyển giờ phút này kia đó. Thì mẫu này hiện tại em đang bán giá là 2 triệu 2, mới tầm 90 đến 95% giá yêu thương 2 triệu 2, mua chuyển đủ em bao ship, cọc cho em 200 thì các bác trả tiền ship. Thì nhận hàng các bác được kiểm tra, được cắm điện trên mặt bưu cục nha. Rồi, ơn mẫu này chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, có qua thêm tiếp một mẫu xịn sò của 2021 thì nó sẽ có những cái gì nó khác biệt như nào. Ở trên đây là nó có cái chữ Nhật nha, còn bên đây là nó đánh luôn cái chữ vô gì đây, và có cái đầu con dâu, người ta gọi tắt là nồi con dâu đấy các bác. Đây một dòng ngoại thất của các bác cũng rất là đẹp nha, nhưng không bằng cả được hai cái nồi này, nó quá xuất sắc đó. Bác nào mình đang có nhu cầu thì hãy mua Gingham này về cho em. Nó hơi cắn đèn tiếng nha các bác, em sẽ đẩy ra cho.
giá em cũng đã yêu thương như các bác thôi chứ không có ấy. Nó hơi cắn đây một tí nè, em sẽ đẩy ra thì có sao em nói vậy thôi, mình thuận mua vừa bán thì bác này mua không được thì bác kia mua, chứ còn kiểu như mà bán giấu giấu giếm giếm để làm gì. Vào bên trong gon cũng đẹp luôn các bác, bên trong rất là sạch đẹp chứ không bằng cãi được, mà gon có vô vi nè, em chưa có vệ sinh cái gon luôn đó các bác nè, còn dính bẩn nè mà nó còn đẹp vậy nè, em sẽ vệ sinh kỹ lại nha. Cái này nhiều quá em cũng làm chưa hết, các bác cũng thông cảm nha. Như mua hàng các mình bóc qua số điện thoại cho em, mình cần tư vấn gì nhiều khi em lên đây em cũng không dám nói được nhiều nữa các bác. Đây lòng trong rất là đẹp này các bác đó, bác thấy không, làm đẹp keo không, dính dính bẩn bẩn này các bác thấy không, nó có nó không phải là bị bong chóc gì chân, nồi cũng mức gượng gan nồi kia thôi đó. Bên trong thì em không mất thời gian của các bác nha, em phải cắm điện vào nha. Cái nồi này nó cũng y chang nồi nãy thôi các bác, thì các bác xài cũng sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác chi tiết nữa chứ không phải là để gì các bác xài được đó. Rồi bấm vô đây là cho em chỉnh chế độ nấu nè, lúc này là nấu, lúc này là tắt, nó là cũng là hâm cơm luôn, bấm qua đây là giữ ấm luôn, vị gan vậy thôi à nè. Nấu sôi nấu cháo thì bấm vào đây cho em đó, không nấu thì tắt, vẫn là lúc này, hẹn giờ là lúc này, đồng hồ chạy ten ten này chứng tỏ hàng em bán rất là bình thường, hạnh chỉnh được thì bấm nút nấu. Thì cũng như là em nói nãy thôi, chỉ để nó đi lại nó sẽ mất thời gian. Thì hai mẫu nồi này em đều test ok, hình thức đẹp 90 đến 95% nha, giá cũng 2,2 triệu nha các bác. Thì cái mẫu này đó thì nó đời tuy đời thấp nhưng mà cái ngoại thất nó thì đẹp hơn này một tí, này có hơi cắn cái này một tí, em sẽ là đẩy ra cho các bác cho nó bằng phẳng đẹp lại nha. Thì giá 2,2 triệu đồng giá mua thì cọc cho em 200 chuyển đủ thêm bao ship. Nhận hàng các bác được kiểm tra, được cắm điện cho mặt vô cục thì như lời em nói nha, các bác mua hàng inbox liên hệ qua số điện thoại trên màn hình cho em. Thì bảo hành cho các bác 3 tháng bao nguyên zin. Bác cứ yên tâm sử dụng nha, xài cắm đúng điện cho em là 100 và 110, không sử dụng điện 220V. Rồi cảm ơn các bác theo dõi video, chúc các bác là nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ, chân thành cảm ơn. Các bác cần một cái mẫu nồi mà ngon, đẹp thì giá cũng hợp lý thì mua nồi này nha. Bảo đảm các bác xứng đáng đồng tiền bát gạo.